Phẫu thuật thẩm mỹ là một cái chủ đề mà có rất là nhiều người quan tâm đến hiện nay. Bạn tán thành hay không tán thành? Em thấy rằng phẫu thuật thẩm mỹ không có gì xấu cả. Phẫu thuật thẩm mỹ, cụm từ này nó quen thuộc cách đây vài năm thôi. Nhưng mà trước đấy, khi cái cụm từ phẫu thuật thẩm mỹ nó chưa thịnh hành ấy, em đã biết đến nó với nhiều những cái hình thức khác. Ví dụ như là một cái căn bệnh là hở hàm ếch ở trẻ con, và người ta cũng phải phẫu thuật kéo lại giống bình thường nhất có thể. Thì đấy cũng là một hình thức phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn đã từng phẫu thuật thẩm mỹ chưa? Em chưa giờ phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn gái của bạn đã phẫu thuật thẩm mỹ chưa? Cũng chưa giờ phẫu thuật thẩm mỹ cả. Nếu bạn gái bạn phẫu thuật thẩm mỹ, bạn thích không? Nếu mà đấy là sự lựa chọn của cô ấy, bạn ủng hộ hay không? Em ủng hộ. Sau khi mà cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ, cô ấy cảm thấy tự tin và đấy là sự lựa chọn ấy. Tại sao chúng ta lại phản đối ấy? Mỗi người có một sự lựa chọn riêng. Trước khi nói thì tôi xin tiết lộ một điều là cả tôi và anh Dương đều đi hút mỡ. Nhưng mà chúng tôi chả giờ nói được như này đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đẹp là nhu cầu. Nhu cầu số 1 chứ không phải số 2. Vai trò của đẹp là nó tạo ra điển hình của tính ấn tượng, tạo ra tự tin, tạo ra sự cân bằng tâm lý. Cho nên mặc định là chúng ta phải làm đẹp rồi. Và họ đẹp bằng quần đùi, họ đẹp bằng mô đen, họ đẹp bằng cắt tóc. Giải phẫu thẩm mỹ chả khác gì cái áo cả. Tại sao lại lên án? Về quyền pháp lý anh không có quyền, về quyền xã hội học anh không có quyền. Tôi nói thật, nhưng anh phản đối mà. Cái não đó bằng cái hạt đậu. Chia sẻ. Cho nên phẫu thuật thẩm mỹ nên có tính kết hợp. Kết hợp với nghề nghiệp của mình, cá tính và nội tâm của mình, kết hợp với cái mình đang có, và đặc biệt là kết hợp với sức khỏe. Được. Minh Xu nghĩ rằng nếu như một người phụ nữ muốn phẫu thuật thẩm mỹ, thứ nhất á, là họ biết mình thiếu cái gì, mình nên sửa cái gì để cho mình hoàn thiện bản thân mình trước. Minh Xu hoàn toàn đồng tình, phẫu thuật thẩm mỹ chẳng có gì sai cả khi mà chúng ta nhận thức được đúng cái mục đích của bản thân mình. Bây giờ tất cả các mẹ bỉm sữa hay là những người mà họ cảm thấy là họ đẹp bởi vì họ đẹp một cách tự tin. Thời gian là kẻ thù của sắc đẹp, đặc biệt là với phụ nữ chúng tôi. Nhăn da này, sự hy sinh trong vấn đề mà sinh đẻ này. Ngày xưa ấy, tôi thi Vietnam Idol, tôi có 45 cân. Lúc đấy da của tôi bất chấp, đẹp bất chấp. Lúc bởi vì tôi tự tin với sắc đẹp của tôi. Nhưng đến khi mà có đứa con đầu tiên rồi, chính cái mất tự tin đó đã khiến cho tôi cảm thấy rằng là tôi cần phải sửa, tôi cần phải đến một cái thẩm mỹ nào đó giúp tôi để lấy lại sự tự tin đó, giúp cho tôi cảm thấy tôi được đẹp hơn với chính con mắt của tôi đã. Đối với tôi là phẫu thuật thẩm mỹ, bốn từ đó là phẫu thuật làm sao cho thẩm mỹ, chứ không phải rằng là lung linh lộng lẫy hay làm vơ đét hay làm gì cả. Tôi chiều theo chính cái đẹp và cái nhãn quang của tôi đã. Nếu để nói ra hai khía cạnh, tôi là nghệ sĩ thì dĩ nhiên tôi phải đẹp tôi mới quay trở lại được. Chứ bây giờ thời buổi này ai người ta muốn đi lên trên TV mà nhìn thấy một cô ca sĩ Liều Phương Anh mà to như cái bao tải để đứng hát. Đi rất nhiều nơi, cuối cùng tôi quyết định lấy mấy cân mỡ ra. Tôi quyết định mắt mí tôi sụp. Tôi sẵn sàng tôi làm hai mí để cho tôi được trẻ hơn, tôi lấy lại sự tự tin đó. Đấy không phải là sự thừa nhận của sự thất bại đâu, mà đấy là một sự cố gắng phấn đấu trong cuộc sống, làm sao để hoàn thiện cái đẹp cho chính bản thân mình. Phụ nữ đẹp là sự tự tin. Cái ngày tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi livestream luôn. Tôi nói với mọi người luôn là hãy nhìn nhận khác đi. Hãy đừng có như tôi, giống như tôi ngày xưa. Tôi to như thế. Có ai nghĩ rằng một Liều Phương Anh ngày xưa đã từng gần 80 cân không? Bây giờ công nghệ làm đẹp là ngành công nghiệp tỷ đô mà bất kỳ cái gì cũng làm được chị Liều Phương Anh ạ. Kể cả chị 1m6, chị muốn lên 1m8. Chúng ta vẫn có chỉ công nghệ kéo thôi. Xương, cái gì cũng làm được. Nếu như chúng ta có tiền, có thời gian, có kiến thức, có sự bản lĩnh. Đây là cơ thể của mình, chúng ta không thể đặt sự hiếu thảo của mình bằng cách là ôi ba mẹ sinh mình ra sao thì mình nên giữ như vậy. Bởi vì nếu như chúng ta lựa chọn thay đổi cơ thể mình để chúng ta cầu tiến đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, làm ra những của cải vật chất tốt hơn cho bản thân mình, cho gia đình mình và trong xã hội mình thì không có gì là xấu cả. Và em nói thật với anh, ngày xưa em bị như vậy. Nếu như em biết là phẫu thuật thẩm mỹ mà không đau, em làm lâu. Cha để xấu đến 2 năm rồi em ngồi một góc nhà. Xong em tự làm mình stress nữa cơ. Thôi chết rồi, bây giờ mình vừa béo, mình vừa già, xong mình cằn nhằn ra ngoài đường được như này. Tự tin ở nhà xong mà không đi hát lúc này chán lắm, suốt ngày ngồi cằn nhằn thế thì chết. Em đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật, em mới có được một sức khỏe đi lại được và thậm chí bây giờ em được đi quốc. Tại sao em livestream để em chia sẻ đến với rất nhiều người? Tại sao ngày xưa mọi người thấy mũi em cao? Bởi vì lúc đấy là em bị ngã gãy mũi, mặt lệch. Em buộc phải nhờ, em biết ơn đến phẫu thuật thẩm mỹ. Để làm gì? Để mặt em cân lại. Tại sao bây giờ mũi em lại tẹt như này? Nhưng em vẫn livestream và em vẫn nói em đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bởi vì em nói với mọi người rằng là thời gian vừa qua, cái đấy mới là cái giả, cái này mới là cái thật của em. Em phẫu thuật thẩm mỹ là để em tìm lại ra cái sự thật của em, bởi vì em tự tin cái thật của em cũ đẹp hơn cái mới.
Mình được quyền lựa chọn mà. Nếu như đã đến với phẫu thuật thẩm mỹ, các bạn nên có tài chính. Các bạn phải hiểu biết về cái điều mà các bạn đang lựa chọn. Hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin rồi hãng đưa đến lựa chọn. Phẫu thuật thẩm mỹ là một khoa học, và cái khoa học đó ngày càng tiến bộ và nó có tính nhân văn khủng khiếp. Mà ở đây chúng ta vẫn còn một số người nhát gan, cứ nói đến đẹp thì lại cái phải kèm theo là nhưng mà cái đẹp bên trong. Cái đẹp bên trong không bàn ở đây, cái đẹp bên trong là một phạm trù khác. Cái đó nó chỉ đó chứng tỏ sự nhát gan và sự không tin tưởng. Cái điều thứ hai, tôi nói luôn cái quan điểm của cho nhanh. Có một người viên thư hỏi tôi là em có 1,5 tỷ. Anh Lê Hoàng khuyên em là em đi du học hay em làm phẫu thuật. Vì 1,5 tỷ đi du học được, sang Singapore học được, còn đi làm phẫu thuật thì cũng được. Tôi nói ngay, đi làm phẫu thuật em, học lúc nào cũng được, học không cần nhan sắc. Nhưng phẫu thuật thẩm mỹ thì là càng trẻ càng dễ phẫu thuật. Và cái đẹp bây giờ đó, rất nhiều cái đó, khi em đẹp rồi em rất là dễ dàng. Còn cái kiến thức ấy, có cái nhiều điều kiến thức không mang lại được. Cái quan điểm của tôi nó rất rõ ràng và nó rất là cực đoan như vậy. Cái tính nhân văn của phẫu thuật thẩm mỹ là không còn gì phải nghi ngờ. Không biết bao nhiêu con người họ để một cái hình ngày xưa trước phẫu thuật và sau phẫu thuật, và họ nói rằng họ đã hạnh phúc như thế nào sau khi họ phẫu thuật xong. Chúng ta chưa đủ can đảm, chưa đủ can đảm để thừa nhận rằng phẫu thuật thẩm mỹ là cần thiết, là một tiến bộ của loài người. Marx có nói một câu, rất nhiều con người nghiên cứu thế giới này, nhưng điều quan trọng là phải thay đổi nó. Rất nhiều người nghiên cứu về cơ thể con người, nhưng mà điều quan trọng là thay đổi. Làm thay đổi nó là một cái sự khác hẳn. Và phẫu thuật thẩm mỹ không có gì phải bàn cãi cả. Đấy là ý kiến của tôi.